Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức họp góp ý kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 5 tháng 9 1962, 5 tháng 9 2022. Dự cuộc họp có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe và góp ý cho dự thảo kế hoạch họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam-Lào và năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và tọa đàm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Các đại biểu đã bàn góp ý các vấn đề như phiên dịch tiếng Lào cho các hoạt động, bố trí xe cho đoàn lãnh sự Lào đến Cần Thơ, cán bộ tham gia hoạt động, các tiết mục văn nghệ, quy mô, kinh phí thực hiện, v.v.